Từ thành phố Hà Giang qua cổng trời Quản Bạ, chúng tôi ngược lên theo chiều dài con đường hạnh phúc, băng qua cao nguyên đá Đồng Văn, một cao nguyên đá tai mèo đồ sộ trùng điệp, nhấp nhô, nơi thì như chạm tới trời xanh, nơi thì quanh quất cua tay áo sâu thăm thẳm đến rợn người. Xe chúng tôi liên tục vượt đèo trên con đường hạnh phúc đầy gian truân hiểm trở. Khi nói về con đường hạnh phúc này, anh Nguyễn Văn Phước, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang đã kể lại rằng trước những năm 1960, hơn 8 vạn người Hơ Mông thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn này không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt các đèo bằng ngựa và leo bộ. Có nhiều đoạn đèo muốn vượt qua phải bằng cách đóng cọc treo trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng như qua đèo Mã Pí Lèng. Vào năm 1959, Trung ương Đảng ta đã có chủ trương từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi và đã quyết định mở con đường Hà Giang Đồng Văn Mèo Vạc. Đây chính là con đường mà chúng tôi đang đi. Về sau này, con đường này mang tên là con đường hạnh phúc. Được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Béo, Lô Lô, v.v. của 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Hưng, Nam Định. Trải qua 6 năm xây dựng với gần 3 triệu lượt ngày công đục khoét trên 2.900 mét khối đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 1965. Khi nói về đèo Mã Pí Lìn nói riêng và con đường hạnh phúc này nói chung thì ông Đỗ Doãn Hoàng trong bài viết Kỳ tích Mã Pí Lèng đã đánh giá: trong lịch sử làm đường của Việt Nam, có lẽ đó là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người gian khổ nhất, vượt qua cao nguyên cao nhất, chiếm số ngày công lao động nhiều nhất, thời gian lâu nhất và cũng bi tráng nhất. Vì khi con đường hoàn thành phải có một nghĩa trang riêng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Đã lên đến cao nguyên đá Đồng Văn, không ai là không muốn đến Lũng Cú, nơi có cột cờ quốc gia trên đỉnh núi Rồng. Tự nhiên lúc này trong mỗi người chúng tôi cứ trào lên một cảm thức chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Đây rồi, cột cờ quốc gia trên đỉnh núi Rồng được khởi dựng từ thời Lý Thường Kiệt, sau rất nhiều lần xây dựng lại và trùng tu, cột cờ quốc gia Lũng Cú từ cột cờ gỗ sang cột cờ sắt rồi cột cờ xây vào năm 2002, và mới đây được sự đồng ý của chính phủ, một cột cờ hiện đại được xây dựng với tổng chi phí 21 tỷ đồng đã hoàn thành ở lần nâng cấp sau cùng và được khánh thành vào đúng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2010. Đã nhiều lần các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước ta, nhất là các vị chủ tịch nước đã lên thăm cột cờ quốc gia, và rất nhiều đoàn khách du lịch trong nước cũng như quốc tế cũng đã đến tham quan cột cờ quốc gia Lũng Cú này. Lũng Cú tiếng Hơ Mông có nghĩa là long cư, nơi cư ngụ của rồng, núi rồng. Còn theo một truyền thuyết của người địa phương thì ở thời Tây Sơn, sau khi hoàng đế Quang Trung đại thắng quân xâm lược phương Bắc, ông đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn tại Lũng Cú, và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên 3 hồi, âm vang xa đến tận bên kia biên giới cũng nghe được. Những hồi trống đĩnh đạc khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc chúng ta. Và cái tên Lũng Cú còn có nghĩa là long cổ, tức trống của nhà vua. Một truyền thuyết thật đẹp và rất Việt Nam. Thân cột cờ có cầu thang bộ đi lên đỉnh. Để lên đến chân cột cờ phải leo 389 bậc và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ. Chúng tôi đã lên đến đỉnh Lũng Cú. Trên đỉnh cột cờ là quốc kỳ Việt Nam
với cán cờ cao 12,9 m và lá cờ có diện tích 6 m × 9 m bằng 54 m², tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Nhiều người đã nói rằng nếu hình dung đường biên giới Việt Trung như một chóp nón thì hai điểm thấp nhất nằm ở A Pa Chải của Điện Biên và Sa Vĩ của Móng Cái, còn chóp là Lũng Cú, và tâm đỉnh của Lũng Cú chính là ngọn núi Rồng. Trước mặt chúng tôi rất gần là biên giới quốc gia, còn phía sau chúng tôi là trùng điệp mênh mang cao nguyên đá Đồng Văn. Lâu nay cột cờ Lũng Cú huyện Đồng Văn, Hà Giang vẫn được coi là điểm cực bắc của Tổ quốc. Thế nhưng cách cột cờ Lũng Cú khoảng 4-5 km về phía bắc, cột mốc 428 mới chính là điểm đánh dấu phần lãnh thổ đất liền của Việt Nam vươn ra xa nhất. Đây chính là cột mốc địa đầu cực bắc và là nơi dòng sông Nho Quế bắt đầu chảy vào đất Việt.